Chia sẻ với báo chí, tiến sĩ bác sĩ Trần Thanh Tùng, trực lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai nạn nhân trong vụ đốt phòng trọ vì ghen tuông ở Đồng Nai đã tử vong. Trong đó, người đàn ông tên Hiếu, 46 tuổi, tử vong vào 22 giờ đêm ngày mùng 3 tháng 6. Đến sáng ngày mùng 4 tháng 6, bệnh nhân nam 15 tuổi cũng không qua khỏi. Hai nạn nhân này nhập viện sáng mùng 3 tháng 6 với chẩn đoán bỏng rất nặng và sâu 90% cơ thể, theo dõi bỏng hô hấp. Ngay thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ đã tiên lượng tình trạng nạn nhân rất nặng, tiến hành hồi sức và nội soi đường thở ngay tại khoa cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình bệnh viện trợ rẫy, tuy nhiên diễn tiến xấu dần. Như vậy, đến thời điểm này, các bệnh viện tại TP.HCM đang điều trị cho 5 nạn nhân liên quan đến vụ phóng hỏa vì ghen tuông, khiến 7 người gặp nạn. Trong đó, một phụ nữ sinh năm 1991 đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy, bỏng 10% cơ thể kèm theo bỏng hô hấp. Trường hợp này tiên lượng rẻ rặt vì bỏng hô hấp thường diễn tiến nặng. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực điều trị cho hai bệnh nhân 13 tuổi phải thở máy, bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị hai bệnh nhân 15 tuổi và 13 tuổi bị bỏng nặng và tiên lượng xấu. Như báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, sáng mùng 3 tháng 6, người dân tại xã Phúc Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nghe tiếng kêu cứu ở dãy nhà trọ của 15 phòng. Lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường dập lửa và phối hợp với người dân cứu người bị nạn. Khu vực bị cháy là phòng trọ số 3 và số 10, có tất cả 11 người ở. Vụ cháy khiến 7 người bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do gần với hiện trường. Bước đầu, công an nhận định do ghen tuông nên Nguyễn Chí Hiếu đã đốt phòng nơi có người yêu đang ở, sau đó Hiếu phóng hỏa đốt phòng mình.